thì đây là lần đầu tiên mình đến quán này, tại vì dạo gần đây thì mình thấy nó nổi á. Thực ra là mình là một người khá là nghiện phô mai, nghiện cheese, cho nên là mình ăn thì nó rất là ngon, với cả một phần đây thì khá là đầy đủ nhiều ấy. Mọi người chuẩn bị khá là chu đáo nữa, kiểu rau ở ngoài xong rồi ăn bao nhiêu thì lấy, rất là thoải mái. Thừa nhận bản thân là người mê cái món béo, nhất là phô mai, cô Đặng Phương Chi đã quyết định thử nghiệm nhằm kết hợp món bột chiên mình đang bán với phô mai mozzarella. Chính sự kết hợp này đã tạo ra một trong những phiên bản bột chiên lạ nhất tại Sài Gòn. Tôi bán bột chiên này 15 năm rồi, là do mẹ tôi bán, giờ tới tôi bán. Bột chiên này còn bột chiên phô mai, khoai môn và phô mai. Phô mai thì mới bán sau này thôi. Mới bán cách đây cũng khoảng 5 tháng. Tại vì tôi là người thích ăn phô mai, thành thử ra mới sáng chế ra cái món bột chiên phô mai. Lúc đầu thì tôi làm, tôi ăn thử thì thấy ngon, sau đó mới làm cho gia đình thưởng thức, thì mọi người trong nhà nói là ngon đó, bán đi. Thế là từ đó tôi bán, được sự ủng hộ của giới trẻ. Nhiều người khi nghe qua cái tên bột chiên phô mai, thoạt đầu có phần e dè vì sự kết hợp của hai món ăn, tưởng chừng chẳng có gì liên quan đến nhau. Theo chia sẻ của cô Chi, các nguyên liệu trong món ăn này dù có sự khác biệt nhưng hoàn toàn có thể kết hợp hoàn hảo với nhau, mang lại hương vị vừa lạ miệng vừa hấp dẫn. Cũng theo chủ quán, các nguyên liệu sử dụng cho món bột chiên tại quán đều được lựa chọn kỹ càng. Giữa phô mai và trứng và bột thì nó hài hòa với nhau, kết hợp rất là ngon. Đâm ra mình thấy rất là ok. Tôi mua phô mai của Úc. Phô mai sợi, tôi lựa chọn cái loại phô mai tốt nhất. Phô mai dùng làm để làm bánh pizza. Vì tôi thấy cái loại này nó ngon, nó thơm và nó đảm bảo chất lượng. Ở đây là tôi tiêu chí là sức khỏe cộng đồng là trên hết. Thành thử tôi dùng dầu mới, dầu sạch, mua ở siêu thị. Chứ không có mua dầu trôi nổi ở thị trường. Sức hút của món bột chiên tại quán bột chiên bà Tư như được nhân lên nhiều lần từ khi quán ăn này xuất hiện thêm món bột chiên phô mai kéo sợi. Tại cái món ăn này nó rất là ngon. Đối với mình thì nó lạ, tại vì bột chiên lần đầu tiên là có phô mai, nó rất là ngon. Và với mình thì cái giá ở đây nó rất là ok đối với sinh viên. Về cách phục vụ thì cô ở đây rất là dễ thương. Tại vì mình là sinh viên thì nếu mà mình đi học về buổi trưa thì có nhiều khi mình đói, thì đó là một trong những cái khoảng thời gian hợp lý mà mình có thể là mình thưởng thức được món ăn này. Đông khách nhất là cỡ khoảng từ 4:30 là giờ đông khách, giờ cao điểm nhất. Chủ yếu là nhân viên văn phòng nè, sinh viên nè, học sinh nè. Hình như là mọi lứa tuổi hết, nhưng mà phần đông là những người như vậy. Phần đông hình như vô đây là 90% là ăn bột chiên phô mai. Một phần bột chiên phô mai tại quán Cô Chi có giá 30.000 đồng, được ăn kèm với đu đủ bào sợi, đồ chua và nước tương chua ngọt. Thực khách cũng có thể nâng cấp độ béo của món bột chiên phô mai lên nhiều lần bằng cách gọi thêm phô mai với giá từ 5.000 đồng trở lên. Bột chiên được chủ quán chiên vàng giòn bên ngoài, nhưng khi ăn, thực khách có thể cảm nhận được độ mềm và dẻo thơm bên trong. Con tôi nó thích, với lại sẵn tiện đi làm ngang qua và thấy nghe nói ở đây cũng rất là ngon. Tôi cảm thấy nó rất là bắt mắt. Giá cả thì tôi thấy là nó cũng hợp lý thôi. Vì cái món ăn mà như vậy thì vừa phô mai nè, vừa trứng nè. Nếu ở nhà thì tôi làm không được 33.000 đâu. Đây là lần đầu tiên mình đến quán này, tại vì dạo gần đây thì mình thấy nó nổi á. Thực ra là mình là một người khá là nghiện phô mai, nghiện cheese, cho nên là mình ăn thì nó rất là ngon, với cả một phần đây thì khá là đầy đủ nhiều ấy. Mọi người chuẩn bị khá là chu đáo nữa, kiểu rau ở ngoài xong rồi ăn bao nhiêu thì lấy, rất là thoải mái. Thực ra mình thích phô mai nhất, tại vì mình là một đứa khá là nghiện cheese. Nếu mà có cơ hội thì mình chắc chắn là cũng sẽ quay lại, tại vì nó ngon ấy. Ngoài ra, thực khách đến quán cũng có thể thưởng thức món bột chiên phô mai kéo sợi trứng lòng đào thơm béo bằng cách lưu ý với chủ quán khi gọi món. Nhiều người gọi vui đây là quán bột chiên bán theo lịch làm việc hành chính, vì quán sẽ chỉ bán từ thứ hai đến thứ sáu, nghỉ 2 ngày cuối tuần và những ngày lễ Tết trong năm. Không gian thưởng thức thoáng mát và rộng rãi ngay tại quận Nhất cũng là điểm cộng của quán bột chiên này.